bạn. Hôm nay Thảo đang ở bệnh viện Từ Dũ, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay hãy cùng Thảo lắng nghe những tâm sự của các ba mẹ về vấn đề nuôi con bằng sữa mẹ nha. Dạ, xin chào chị ạ. Dạ, hiện tại không biết là bé nhà mình đó là bé thứ mấy ạ? Dạ, bé đầu ạ. Bé đầu. Hiện tại bé có bú sữa mẹ hoàn toàn không chị? Dạ có, hiện giờ chị đang nuôi con bằng sữa mẹ. Dạ, chị dự định sẽ cho bé bú sữa mẹ hoàn toàn đó đến tháng thứ mấy ạ? Chị định cho bé là cỡ khoảng 6 tháng hoặc là 1 năm. Dạ, chị đã nghe ai nói về tầm quan trọng của việc cho bé bú sữa mẹ hoàn toàn chưa ạ? Chị có nghe nói, chị cũng có tìm hiểu, cũng nghe một số người đi trước như là những người lớn tuổi hơn mình, những người chị em đó, dạ, hướng dẫn cho chị. Với những cô y tá với bác sĩ ở bệnh viện ở đây cũng hướng dẫn chị. Theo chị, bú sữa mẹ hoàn toàn có những lợi ích nào cho bé ạ? Như là bé sẽ không có bị thiếu chất, bé sẽ đầy đủ dinh dưỡng hơn những đứa bé khác. Và trong quá trình chị cho bé bú sữa mẹ hoàn toàn á, có gặp khó khăn gì không ạ? Không, chị thấy không có gì hết. Tại vì nhiều khi chị nếu mà thương con mình á, thì chị không nghĩ thấy khó khăn gì hết. Dạ. Gia đình chị có hỗ trợ chị trong quá trình cho bé bú sữa mẹ hoàn toàn không ạ? Có. Chứ có gì thì ông xã chị giúp chị hết, lần có gì lần chị có đầy đủ sữa dưỡng chất lần cho bé bú. Tại vì ông xã cũng nghe nói là mình cho bé bú á, bằng sữa mẹ hoàn toàn cũng tốt, cho nên hai vợ chồng cũng đồng ý về phương pháp đó. Xin chào chị, hiện tại là không biết bé của mình là bé thứ mấy ạ? Dạ bé thứ hai. Thứ hai ạ? Dạ. Hiện tại bé có bú sữa mẹ hoàn toàn không chị? Dạ có. Chị dự định sẽ cho bé bú sữa hoàn toàn đến tháng thứ mấy ạ? Dạ tới 6 tháng. 6 tháng ạ? Dạ, chị đã nghe ai nói về tầm quan trọng của việc cho bé bú sữa mẹ hoàn toàn chưa ạ? Dạ, có nghe mẹ ở nhà với lại mấy chị cũng sanh trước á, với lại bé đầu tiên em cũng nuôi con bằng sữa mẹ. Dạ, theo chị bú sữa mẹ hoàn toàn có những lợi ích nào cho bé ạ? Dạ, em thấy là bé nó có sức đề kháng hơn, với lại nó cũng ít có bị bệnh này kia. Dạ. Dạ, trong quá trình chị cho bé bú sữa mẹ hoàn toàn có gặp khó khăn gì không ạ? Dạ không. Gia đình chị có hỗ trợ chị trong quá trình cho bé bú sữa mẹ hoàn toàn không ạ? Dạ có. Dạ, gia đình mình hỗ trợ mình như thế nào ạ? Ví dụ như mình có khó khăn, ví dụ như em ngồi hơi khó xíu, em sai. Nói chung là tinh thần cũng vui, không có bị áp lực gì hết. Để cho mình có sữa cho bé bú, ăn uống đồ này nọ. Dạ bé nhờ chị là con thứ mấy trong gia đình ạ? Dạ con đầu ạ. Con đầu. Dạ. Dạ. Hiện tại bé có bú sữa mẹ hoàn toàn không ạ? Dạ hoàn toàn bú sữa mẹ hoàn toàn ạ. Dạ. Chị dự định nó sẽ cho bé bú sữa mẹ hoàn toàn đến tháng thứ mấy ạ? Dạ ít nhất là 6 tháng đầu, nhưng mà theo như gia đình với nhiều người nói là ít nhất là trong vòng 24 tháng. Chị đã nghe ai nói về tầm quan trọng của việc cho bé bú sữa mẹ hoàn toàn chưa ạ? Dạ có nghe nhiều rồi. Tại sữa mẹ là tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ mà. Theo chị, bú sữa mẹ hoàn toàn nó có những lợi ích nào cho bé ạ? Dạ nó tăng sức đề kháng, nó ngừa bệnh tật này kia là nhiều lắm, hoàn toàn luôn. Nên kiến nghị là nào giờ là chỉ bú sữa mẹ thôi chứ không được dùng sữa công thức. Trong quá trình chị cho bé bú sữa mẹ hoàn toàn á, có gặp khó khăn gì không ạ? Dạ nói chung là con đầu thì cũng còn hơi bỡ ngỡ, nhưng mà ở đây cũng được nhờ mấy cô y tá bác sĩ ở đây cũng hướng dẫn tận tình này kia. Dạ. Gia đình chị có hỗ trợ gì chị trong quá trình bé bú sữa mẹ hoàn toàn không ạ? Nói chung là ở nhà mình cũng neo đơn, có hai vợ chồng thôi. Nhưng mà chỗ đây thì cũng nhờ mấy cô y tá bác sĩ ở đây cũng hướng dẫn tận tình lắm. Mình con đầu tiên á, cái mình chưa có biết cách là sữa nó về như nào, mình còn lúng túng á, cũng nhờ được mấy cô y tá bác sĩ ở đây cũng tư vấn rồi thời gian nó bao lâu nó về. Rồi nhiều khi là nó bị nó hơi sữa nó về nó hơi căng, cái nó bị hơi tắc á, rồi mấy cô y tá với bác sĩ ở đây cũng có hướng dẫn mình cách để mình chống tắc tia sữa này kia, gọi sữa về cho nhanh. Như các bạn đã nghe là mẹ không hề dễ dàng chút nào, nhưng các bạn đừng nản nhé, bởi vì chúng ta luôn luôn có người thân đợi và gia đình ở bên cạnh, luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ chúng ta. Chương trình podcast đến đây là kết thúc rồi. Chúc các bà mẹ bỉm sữa một ngày hạnh phúc bên đứa con thân yêu của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình sau.